mời anh em nghe test thử độ đoạn là cao kỳ bộ dàn loa Bipa, một con đẩy AP 800W một kênh, con vang số Patio DAK 3000, đầu mic thu dây Bayer Apollo P6. Ok không? Nghe. Thiệt hại của nó là bao nhiêu xe này?
con này á, con này nó vào gần 30 triệu. 30.